Bây giờ là 18 giờ. Xin mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật các tin tức mới ngay sau đây. Báo cáo đại lộ bán lẻ thế giới năm 2024 vừa được Cushman & Wakefield công bố cho biết giá thuê mặt bằng trên đường Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hiện lên đến $330 mỗi mét vuông một tháng. Với mức giá thuê này, đường Đồng Khởi tiếp tục lọt top 15 mặt bằng cho thuê đắt nhất thế giới, xếp thứ 14, giảm một bậc so với năm ngoái. Trong top 25, đường Đồng Khởi có giá thuê cao hơn những tuyến đường đắt nhất tại Athens, Hy Lạp, Amsterdam, Hà Lan hay Toronto của Canada. Phố Tràng Tiền của Hà Nội cũng góp mặt trong nhóm 20 mặt bằng bán lẻ cho thuê đắt đỏ nhất khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Giá thuê tại đây không thay đổi so với năm ngoái và giữ mức tăng 50% so với trước dịch, đạt gần $300 mỗi mét vuông một tháng. So với năm ngoái, phố Tràng Tiền đã giảm một bậc về mức cho thuê đắt đỏ xuống hạng 18, nhưng vẫn cao hơn các tuyến phố đắt địa nhất tại Quảng Châu, Thành Đô, Trùng Khánh của Trung Quốc, Kuala Lumpur, Malaysia hay Bangkok, Thái Lan. Lý giải về mức giá này, lãnh đạo công ty dịch vụ cho thuê bán lẻ cho biết các thương hiệu xa xỉ thường có yêu cầu khắt khe như mặt bằng phải nằm trên các tuyến phố sầm uất nhất ở trung tâm, diện tích rộng rãi, mặt tiền lớn. Xung quanh vị trí này đòi hỏi quy tụ nhiều thương hiệu xa xỉ khác. Đó là nguyên nhân các thương hiệu thường co cụm ở một số trục đường chính tại quận 1. Tuy nhiên, những mặt bằng đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên ngày càng khan hiếm. Theo bảng xếp hạng năm 2024, đại lộ Via Monte Napoleon của Milan đã vượt qua đại lộ số 5 của New York để trở thành điểm đến bán lẻ đắt nhất thế giới với giá thuê lên đến $1,836 mỗi mét vuông một tháng, trong khi đại lộ số 5 của New York vẫn giữ nguyên giá thuê trong 2 năm với $1,794 một mét vuông. Những ngày gần đây, trên các chợ mạng, tôm hùm mini loại 25-27 con tôm một ký đang được rao bán với giá chỉ từ 15.000 đồng đến 40.000 đồng một con, mức thấp kỷ lục từ trước đến nay. Tôm hùm từ lâu đã được xem là một trong những loại hải sản xa xỉ bậc nhất tại Việt Nam, thường có giá đắt đỏ. Tuy nhiên, gần đây loại tôm cỡ nhỏ xuất hiện trên các chợ mạng với mức giá rẻ hơn bó rau, thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Theo nhiều chủ shop, đây là đợt giá thấp nhất từ trước đến nay. Nếu như trước đây, mỗi con tôm hùm mini loại 25-27 mỗi con một ký có giá từ 35-70.000 đồng, này giảm một nửa. Theo chủ trang trại tôm hùm tại Phú Yên, tôm mini giá rẻ chủ yếu là hàng chết hoặc bị bệnh mà các hộ nuôi buộc phải bán tháo cho thương lái. Chất lượng chắc chắn không bằng hải sản sống, nhưng nếu bảo quản tốt vẫn có thể sử dụng được. Ông cũng cho biết các loại tôm hùm xanh đạt chuẩn thương mại thường có trọng lượng từ 180-200g mỗi con, trong khi loại lớn hơn trên 400g. Những con tôm nhỏ hơn mức này thường có ít thịt và chất lượng kém hơn. Hiện người nuôi tôm hùm đang đối mặt tình trạng con tôm cụm đầu ra khi nhu cầu trong nước đi xuống, còn thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc lại giảm mua, khiến lượng lớn sản phẩm bị tồn đọng. Các chi phí đầu vào từ con giống đến thức ăn cũng leo thang. Kết quả nhiều hộ nuôi chịu lỗ nặng, từ vài trăm triệu đến cả tỷ đồng. Tôm hùm là mặt hàng chủ lực tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Ninh Thuận, chiếm hơn 95% diện tích và sản lượng cả nước, với tổng sản lượng hàng năm đạt khoảng 3.300 tấn. Tuy nhiên, diện tích nuôi đang dần thu hẹp do giá cả không ổn định và các quy định nhập khẩu ngày càng khắt khe từ Trung Quốc. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Thủ tướng xin chủ trương xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 3.944 hồ sơ vay 82 tỷ đồng đã được khoanh nợ nhiều lần và nhiều năm vẫn không đủ điều kiện để xử lý. Các nguyên nhân được đưa ra là người vay hoặc các thành viên trong hộ gia đình đang sống chung chết hoặc mắc các bệnh dẫn đến mất năng lực hành vi dân sự. Các hộ vay vốn để sản xuất kinh doanh nhưng do trình độ, nhận thức hạn chế dẫn đến bị thua lỗ nhiều năm liên tục, vốn vay bị mất dần theo thời gian, thậm chí mất 100% vốn, không có khả năng trả nợ. Để xử lý các trường hợp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Thủ tướng cho phép Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
được quy định xử lý nợ các trường hợp nợ bị rủi ro phát sinh do nguyên nhân mang tính đặc thù. Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng xem xét điều chỉnh, bổ sung quyết định 50 về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách Xã hội và quyết định sửa đổi, bổ sung sau đó. Trong đó, cần có quy định cho phép Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định xử lý nợ rủi ro với các khoản vay từ vốn ngân sách địa phương, ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội, do những nguyên nhân mang tính đặc thù của địa phương nhưng chưa có quy định để xử lý nợ. Sáng sớm ngày 21 tháng 11, nhiệt độ tại Hà Nội còn 18 độ C. Trời thật sự lạnh hơn, nhưng vẫn nắng ráo, không có nhiều mây. Các chuyên gia khí tượng cho biết, riêng không khí lạnh từ hôm nay mới thật sự ảnh hưởng đến miền Bắc. Dự báo trong ngày 22 và 23 tháng 11, nhiệt độ về đêm và sáng vẫn ở mức thấp, gây cảm giác lạnh. Ban ngày nhiệt độ tăng lên. Theo dự báo từ các mô hình khí tượng quốc tế như Hệ thống Dự báo Toàn cầu Hoa Kỳ, Trung tâm Dự báo Thời tiết hạng vừa châu Âu và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, một đợt không khí lạnh khác có thể sẽ ảnh hưởng đến miền Trung và miền Bắc Việt Nam từ ngày 27 tháng 11. Mặc dù đã có một số đợt không khí lạnh nhẹ trong tháng 11, nhưng đợt không khí lạnh sắp tới sẽ gây giảm nhiệt đáng kể, đặc biệt là vào ban đêm và sáng sớm. Trong khi theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh sẽ tràn về miền Bắc từ ngày 24 đến 25 tháng 11 và tiếp tục tác động mạnh đến các tỉnh miền Bắc. Từ khoảng ngày 25 và 26 tháng 11, vùng đồng bằng trời rét về đêm và sáng, các chuyên gia khí tượng cho rằng đợt không khí lạnh sắp tới có đặc tính ẩm, trời có thể mưa. Hà Nội lạnh, nhiệt độ có thể giảm còn 17 đến 18 độ C. Một số mô hình dự báo, trong tuần cuối tháng 11, các đợt không khí lạnh sẽ tiếp tục tác động đến miền Bắc và miền Trung, đặc biệt là vào ban đêm và sáng sớm. Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên hôm 20 tháng 11 đã bỏ phiếu nghị quyết do 10 thành viên không thường trực đưa ra, trong đó kêu gọi ngừng bắn lập tức, vô điều kiện và vĩnh viễn. Cuộc xung đột đã kéo dài 13 tháng giữa Israel và Hamas ở dải Gaza, đồng thời trả tự do lập tức, vô điều kiện cho các con tin Israel. Nghị quyết cũng kêu gọi tạo điều kiện để người dân được tiếp cận viện trợ nhân đạo một cách an toàn và không bị cản trở trên quy mô lớn, bao gồm cả miền Bắc dải Gaza đang bị bao vây, và lên án bất kỳ nỗ lực nào nhằm bỏ đói người Palestine. Tuy nhiên, Mỹ, quốc gia thành viên thường trực có quyền phủ quyết, là bên duy nhất bỏ phiếu chống. Do đó, nghị quyết không được thông qua. Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood nói rằng Washington sẽ chỉ ủng hộ nghị quyết dứt khoát kêu gọi thả con tin ngay lập tức như một phần của lệnh ngừng bắn. Ông nói, hai mục tiêu nếu kết thúc cuộc chiến và thả con tin phải gắn liền với nhau. Nghị quyết này bỏ qua việc đó nên Mỹ không thể ủng hộ. Nhiều nước thành viên Hội đồng Bảo an đã chỉ trích gay gắt động thái của Mỹ. Đại sứ Mata tại Liên Hợp Quốc Vanessa Fraser nói, vô cùng đáng tiếc khi quyền phủ quyết được sử dụng. Hội đồng này một lần nữa không thể thực hiện trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Majid Bama tuyên bố, không có bất kỳ lời biện minh nào cho việc phủ quyết một nghị quyết nhằm ngăn chặn sự tàn bạo. Đại sứ Pháp Nicolas de Rivery cho biết, nghị quyết Mỹ bị bác bỏ cũng đã yêu cầu rất kiên quyết về việc thả con tin. Pháp vẫn còn hai con tin ở Gaza, và chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc vì Hội đồng Bảo an không thể yêu cầu thả họ. Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, đại sứ Israel Danny Danon cho biết, văn bản này không phải nghị quyết vì hòa bình, mà chỉ là sự thỏa hiệp vô nguyên tắc dành cho Hamas và con đường dẫn tới đau thương, đổ máu nhiều hơn. Lịch sử sẽ ghi nhớ ai đã sát cánh cùng các con tin và ai bỏ rơi họ. Ông Danon nói, chúng tôi cảm ơn Mỹ vì đã thực hiện quyền phủ quyết. Văn phòng công tố viên liên bang ở New York ngày 20 tháng 11 cáo buộc ông Gautam Adani và hai người cháu đã chi hơn 250 triệu đô la Mỹ tiền hối lộ cho các giới chức Ấn Độ trong năm 2020 đến 2024 để đổi lấy những hợp đồng cung cấp năng lượng mặt trời, dự kiến giúp thu về 2 tỷ đô la Mỹ lợi nhuận. Năm người khác cũng bị cáo buộc phạm tội, gồm hai giám đốc điều hành của một công ty năng lượng và ba nhân viên của một tổ chức đầu tư Canada. Theo cáo trạng,
công ty Adani Green Energy đã huy động hơn 3 tỷ đô la Mỹ thông qua các khoản vay và trái phiếu trong cùng thời gian, bằng cách đưa ra những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm. Giới chức Mỹ cho biết các hành vi tham nhũng và lừa đảo của những bị cáo đã gây tổn hại cho các nhà đầu tư nước này, vi phạm đạo luật chống tham nhũng nước ngoài. Được biết, không ai trong số 8 bị cáo đã bị bắt. 7 người là công dân Ấn Độ và đang sống tại Ấn Độ. Người còn lại là Cabanes, có 2 quốc tịch Pháp và Australia và đang sống tại Singapore. Cabanes là giám đốc điều hành ở tập đoàn Arus Power Global và một trong các nhân viên của tổ chức đầu tư Canada nói trên. Theo hồ sơ tòa án, thẩm phán Mỹ đã ban hành lệnh bắt đối với Adani và một người cháu. Các công tố viên dự kiến chuyển lệnh này cho cơ quan hành pháp nước ngoài. Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ SEC cũng đã đệ đơn kiện dân sự đối với tỷ phú Ấn.